Điện tử Hàng Hải Hạnh Phúc xin chào bà con ngư dân khắp cả nước. Bên em chuyên cung cấp máy bộ đàm, máy định vị, máy dò cá, máy y cơm, máy nhận dạng AIS, phao nhận dạng AIS và tất cả các linh phụ kiện của ngành điện tử hàng hải. Bà con có nhu cầu thì hãy liên hệ với em qua số điện thoại là 0948909941 hoặc bà con kết nối Facebook Điện tử Hàng Hải Hạnh Phúc. Bên em sẽ ship cho bà con mọi miền Tổ quốc với phương châm giá tốt nhất và cạnh tranh nhất có thể. Cảm ơn bà con ngư dân đã ủng hộ em trong thời gian qua. Cảm ơn. Điện tử Hàng Hải Hạnh Phúc xin chào tất cả bà con nha. Thì hôm nay em sẽ hướng dẫn cho bà con mình cách cài đặt một cái chức năng cho những máy nhận dạng Sino XF607B này. Đó, thì cái chức năng này có tên gọi là chuyển sang chế độ menu cũ. Đó, thì cái chế độ mà chuyển sang menu cũ này á là nó thay đổi được cái trạng thái mà cái giao diện menu và tất cả giao diện của cái máy Sino luôn, tức là từ hải đồ menu cho tới những cái giao diện khác luôn. Nó tất cả chức năng rồi đó, nó thay đổi hết, nó chạy về cái trạng thái khác. Đó, thì không ít anh em mà một số anh em á là đã mà ấn nhầm vào cái chế độ mà menu cũ này thì mà không biết làm cách nào để thoát ra được đó. Thì hôm nay là em sẽ hướng dẫn cho bà con mình cách đi vào chế độ menu cũ để thay đổi cái mà giao diện mới cho nó, mình tạo cái cảm giác mới cho xài dòng máy này đó. Đó, hoặc là những anh em mà bị bấm mà nhầm mà lạc sang chế độ này cũng có thể thoát ra được nha. Bây giờ chúng ta sẽ vào trang menu. Đó, mình kéo xuống phần cài đặt. Enter nè. Bây giờ sẽ vào phần chế độ mà cài đặt hệ thống. Bây giờ mình kéo xuống phần 18 nè. Sau khi vào mà chế độ mà cài đặt hệ thống rồi đó thì bây giờ mình sẽ kéo chuyển xuống số 18 để là chế độ chuyển sang chế độ menu cũ nè. Còn thấy không? Bây giờ sẽ bấm vào Enter. Đó, bây giờ nó sẽ thông báo là đồng ý chuyển sang chế độ cổ điển hay không. Thì mình sẽ chuyển sang có. Enter. Thì lúc này máy sẽ trở về chế độ mà khởi động lại. Đó. Thì bây giờ cái máy đã chuyển sang chế độ cổ điển, là chuyển sang chế độ mà menu cũ đó. Thì hiện tại là máy em chưa có gắn cái anten định vị nè. Thành ra chưa thu được nè. Ở đây là chế độ menu cũ nè bà con. Thì khi mình vào cái trang menu nó không còn như cái trang menu lúc đầu nữa. Đây đó, vào cái trang menu nó khác liền, thấy không? Tất cả mọi chức năng nó, mọi cái chức năng nó cũng giống như nhau thôi, nhưng mà cái mà giao diện menu hoặc là cái giao diện mà vết thay đổi rồi này kia thay đổi tất cả luôn. Nó khiến cho anh em và bà con mình đó là không thể nào mà sử dụng quen được đó. Mà trong cái trường hợp mình vào cái chế độ này rồi mình muốn thoát ra, mình vào trang menu nè. Đó, thì bây giờ mình sẽ bấm vào menu một lần nữa. Nó sẽ chuyển qua trang thứ hai. Không, tức là nó tới hai trang menu lần nha. Em sẽ làm lại một lần nữa nè, vào trang menu. Ấn menu lần thứ hai. Nó sẽ nhảy qua là trang thứ hai, mình kéo xuống phần cuối cùng nè. Là phần số 11. Đây là switch mode nè. Mình sẽ bấm enter. Mình chuyển sang có, enter. Đây, rồi máy sẽ khởi động lại và sẽ về cái chế độ menu ban đầu. Rồi, thì đây là cái chức năng trở về menu cũ của cái dòng máy Sino. Thì mà anh em nào mà muốn xài cái chế độ mà cổ điển đó, tức là cái chế độ menu cũ, để thay đổi mà cảm giác mà khi sử dụng máy mình muốn cái cảm giác mới lạ hơn đó, mình xài mình đỡ có thể nhàm chán đó, mình có thể chuyển sang xài thử chế độ menu cũ nha. Đó, thì nó khá là thú vị, mình có thể nghiên cứu thử. Nếu bà con mình còn đang thắc mắc hoặc chưa biết cách sử dụng những cái chức năng khác trên dòng máy nhận dạng Sino này, hoặc là những cái chức năng nào mà bà con mình chưa biết sử dụng trên những cái dòng máy nhận dạng khác á, đó thì bà con mình hãy comment xuống dưới phần bình luận. Em sẽ làm cái video hướng dẫn chi tiết về những chức năng đó cho bà con mình nha. Và nếu như bà con mình mà xem video thấy hay á, thấy có ích thì bà con hãy mà bấm nút chia sẻ cái video này cho nhiều anh em bà con khác cùng xem nữa nha. Nếu như bà con nào mà xem cái video mà mình chưa đăng ký á, bà con hãy ấn nút đăng ký và ấn cái phím chuông bên cạnh để được thông báo mỗi khi em ra video mới nhất nha. Còn một điều nữa nè, là trong cái trường hợp mà trong cái thời gian em quay video á, mà có những cái lúc mà cái chỗ nào bà con thấy mà nghe âm thanh không rõ, hoặc là ảnh bị mờ, hoặc là góc quay không đẹp đó, bà con hãy comment xuống dưới phần bình luận cho em. Em sẽ rút kinh nghiệm và em sẽ sửa lại cho những video tiếp theo cho bà con mình xem dễ hơn nha. Đó rồi, chỗ nào tốt không tốt bà con cứ ghi xuống phần bình luận hết cho em nha. Rồi, em xin chào và hẹn gặp lại bà con những video tiếp theo ạ.